Sau nhà xin chào cả nhà nhé. Em lên sóng phục vụ các bác chiếc Navon. Cái chiếc này thì hình thức của nó cũng trông bên ngoài cái phím này nó không được đẹp lắm thì em sẽ bán rẻ cho các bác nhé. Tất cả mọi công năng hoạt động bình thường như cái miếng nhựa này, các bác này, nó theo thời gian nó bị xấu đi. Thực ra thì không ảnh hưởng gì cả. Tất cả các chức năng thì đều vẫn hoạt động tốt hết thôi nhé. Nó chỉ là cái mặt trang trí bên ngoài thôi, chứ không ảnh hưởng gì. Đấy, có test luôn thử. Cái mặt nhựa này nó xấu, nên bán rẻ cho các bác. Còn tất cả kính nhức này vẫn trong ok các bác này. Hai bên đầu hồi đẹp. National BM2 207. Bên trong nội thất thì bình thường các bác nhé. Đây, nhiều bác cứ nhìn cái gioăng này thì nói thật cho các bác là cái gioăng này theo thời gian ấy thì nó bị ngả màu thôi, chứ nó không bao giờ có lo hở gioăng hay cái gì các bác nhé. Theo thời gian thì cái gioăng này nó đây nó tiếp xúc với mắm muối mà, thì nhiều khi theo thời gian nó bị mốc đi mà, chứ còn không có chuyện hở gioăng hay bất kể cái gì cả. Đấy các bác nhé, như này quay các bác biết rằng như vậy nội thất của này chỉ inox hết. Đấy, cái chiếc này đây em báo giá luôn, bán là 2 triệu. Đấy, các bác nào không quá quan trọng hình thức, mình chỉ quan trọng công năng thì các bác lấy chiếc này 2 triệu rẻ như cho luôn. Các bác có thể mua, mình mua dùng trải nghiệm. Đấy, Navon này thì nổi tiếng nó vẫn là lành bền rộng rãi, bảo hành 1 năm cho các bác thoải mái luôn nhé, vẫn bình thường thôi. Nó chỉ có kém về cái bảng điều khiển hơi xấu hình thức thôi, thì còn tất cả máy móc các thứ mọi thứ vẫn nguyên zin hết, không có sửa chữa gì cả. Đấy, bác nào muốn ngon của rẻ các bác lựa nhé, 2 triệu bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, chưa biết nào. Chào các bác.